cái nhà làm cái chuyện nhà ngọc đầu ngọc cổ không chịu đồng tiếp người ta đâu, bỏ đi ra lùm ra bụi vậy nè mà chịu. Công chuyện đó là công chuyện của vợ con, công chuyện của mình đây là mình phải đi bắt gắn kiếm tiền, kiếm tiền. Chưa tới nữa. Rồi chào các bạn nha, bữa nay là 30 Tết rồi bạn ơi. Ở nhà vợ con nó đang nấu nướng. Đợi mình về là mình ăn mấy cái thôi. Mình chơi ăn thôi. Ở chỗ đó đúng rồi đó. Cái bẫy là cái bẫy đầu tiên. Ê, chắc cái này luôn nè. Bữa nay mình thăm khoảng chục cái, gần chục cái bẫy cù còn sót lại. Nếu mà để sót nữa thì nó dễ lắm. Thì mình tranh thủ mình thăm cho rồi nha bạn. Hello em chuột. Ừ vậy đi, cái đầu tiên. Lúa lúa làm sao? Cho nó ăn em nó bịt đi, nó còn con bịt này chịu nổi không? Chịu nổi đâu, cho nó thêm bịt đi. Ok. Hy vọng là hãy luôn chào cả nhà nha. Năm mới vui vẻ Trường năm ơi. Năm mới vui vẻ cả nhà. Rồi ok, năm mới vui vẻ cả nhà ơi. Rồi, tới các bạn tiếp theo mình sẽ quay bạn xem nha. Cái thứ hai của mình bạn ơi. Đấy. Trường này hay quá ta, biết điểm mình đặt hết trơn ta. Bẫy đặt lâu năm rồi. Ừ, có kinh nghiệm rồi ha. Không thấy cái bổng gì đâu. Kệ đi, hành xui mà. Có tôi sợ chuột chết queo nữa rồi. Chuột chết quái. Rồi. Tao thấy rồi. Ôi. Tao thấy rồi. Hello, em. Ủa? Bánh mì. Con thôi rồi. Con này ngon lắm chứ không phải thôi rồi đâu nghe. Tết nhất trên nơi mấy con này là ngon. Mấy lắm luôn á. Được á. Nặng quá, chắc hai con gì quay nặng quá. Nặng lắm hả? Ừ. Đó. Đó con nặng dữ lắm mà con này chấm 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 vô 1 ký luôn. Thiệt hả? Chứ dữ vậy? Mà nó hai con. Tôi biết chắc hai con. Anh không biết nữa. Anh không biết hai con nữa. Tôi không không. Thấy con hơi nặng nặng mà làm gì hai con đâu, đâu thấy hai con đó. Đừng nói hai con nghe. Cúi. Cúi một em. Một em to. Một em trà bá luôn cả nhà to, ơi. Hai đồ. Cái hút vô em liền trời. Bự mới được hay chứ. Hay quá trời anh Bình ơi. Định mà mày vẫn lợi hại như xưa. Anh Bình luôn luôn nào cũng phải hơn mình cái này. Trời. Mình phải không phải mình nên anh Bình chứ thật sự là mình thua bái phục. Phục rồi. Phục, cảm ơn nghe. Cảm ơn nghe dính con thôi rồi thôi chứ. Rồi tới cái bẫy tiếp theo mình sẽ lấy không, còn lấy không? Lấy chứ trời cho vô da tay ơi, con cùi mở màn có nhiêu đó mà vẫn nhô trời ơi nó nhô kìa. Nhạc y xèo hết trơn. Không biết có bản quyền không, không biết có dính nhạc hay thì ưa có bản quyền các bạn. Khui. Khui. À, ê, ê, ê. Sướng. Khui cái phê liền. Đi thù lùi nè, một đống rồi. Ồ, đã có bạn ơi. Cái cục đó thì phải sướng ở đó. Ồ, con hành. Hey, ha ha. Hu 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 hu. Phê 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 Trường ơi, con hành nhất Trường ơi. Đã. Bạn ơi, bít cái lọc bạn ơi, nó gài hôm. Đây. Quá đã con hành ơi. Biết phê nha bạn. Sướng. Chà chuốt hả Trường? Nó đặt cái đó cái chuột chết nha bạn. Còn cái mình ở đây thì cảm giác như là nó không không biết còn không nè, có anh á, cái cảm giác của anh không biết còn không. Tại người ta làm cỏ nè. Nghi không? Mình chắc không đến nổi đâu. Mình đặt ở đây nữa mà. Khui. Khui, khui. Cái thứ tư của anh nè. Cho vẫn chơi quay Trường. Ừ, mày chuột chết thì tao cũng vậy à. Rồi bắt gắn ra Trường ơi. Bắt gắn con. À, Trường nó cũng dính con đó nha bạn. Dính ngựa to lắm nha, nó dính ngựa to nha. Bị phụ. Có con ngựa nãy đó. Gác đổ. Dính đâu vậy trời. Kệ người ta, giấu mày nữa. Nó có con ngựa cả nhà ơi. Không nói có ngựa à. Không nói có con ngựa à nha. Ôi má ơi. Khui. Mấy con? Mấy con? Một em một hả? Ừ, một em vẫn ngon. Em mình nhất rồi, nhất rồi. Một em là nhất. Nhất. Trời ơi. Trời ơi. Một em là nhất. Ui, mình lấy xài túi mới luôn. Trời ơi, túi anh mày bao lá. Tết tới rồi ăn cái gì cũng mới cho người ta. Cái gì mới được chứ. Tết luôn rồi cả nhà ơi. Ê, ta thấy thái độ mày làm như vậy giận với ta. Bực bội nha. Mình chuột chết không dính nè cả nhà. Ê, cái này dính kia chứ mấy cái đấy. Trời ơi. Đã quá trời cả nhà. Đây cái chuột chết nó đây mà chuột không chết nó lụm nữa rồi đó. Nãy đi ngang cái nhà kia thấy cái cô nàng kia thúc thích tôi thấy tôi thương ghê lắm chứ.
tết nhất đến nơi rồi. Nữa à. Thấy đàn bạn gái mà thấy thúc thích là thấy thương quá. Thấy chịu không nổi chứ sao? Chịu không nổi. Thấy vô muốn trợ giúp liền. Rồi à. Dạ em. Đưa cái đứa đó. Đưa cái đó cho mày cho tao coi cái gái. Đó. Rồi đó, vợ kêu về. Về, mồi chín rồi anh ơi, mồi chín rồi anh ơi. Ốc máy nghe, sao nó nghe điện thoại cái nghe. Để mồi chín nè. Nè. Anh tôi gối mình đang bị sắm cho nè cả nhà. Phần ai nấy hưởng mà. Khóc lóc gì. Khóc lóc gì, ai cho đâu. Anh Bình cho mình con này. Đừng làm như có chuyện đó. Anh Bình cho mình con này là mình không giao khóc cái. Mình còn 4 cái nữa bạn ơi. Còn 4 cái nữa, 30 anh không có lì xì tôi con này anh Bình. Vậy. Gia tài có con để dành về phe với vợ, với le với vợ đó. Để mà năm nay mà cái này mà không dính về nhà năm Tết là nó không cho đi luôn á. Nói đi mà không dính đi chân đi hoài. Về nhà bà thấy không? Ngựa có, hành có, thấy chưa? Bà muốn hành hay bà muốn ngựa? Ừ. Bà muốn hành hay bà muốn bà ngựa? Muốn bà muốn cái gì? Bà muốn gì cũng chiều bà hết. Bà muốn hành hay bà muốn ngựa? Ngựa thì có ngựa, bà muốn hành thì có hành. Em xích qua đây nè, đây anh có chụp thì anh chụp tiếp em cho nó kịp. Ừ. Hoặc là anh hỗ trợ cái gì tiếp chứ em quay qua. Trời ơi, nó phê con này. Con của anh Bình cũng chưa chắc bự con em đâu. Vậy hả? Con em cầm nặng ầy luôn á. Nặng ầy luôn hả? Mà nhỏ xíu hả? Nặng ầy mà không biết nó bị lớn thôi. Nặng ầy mà nhỏ xíu. Nặng ầy mà nhỏ xíu. Đấy, bỏ vô. Cho tao nghĩ coi con của mày được không? Mở ra cho coi luôn. Vậy cho hả? Xem luôn. Vậy hả? Trời ơi, con này là siêu to, cũng lộn nha. Nhét nó vô. Đâu vậy? Anh cầm nó hơi cứng cái đầu nè, nên nó cứ ẩn. Anh thua cái đầu vô là nó vô, mà cái đầu nãy giờ nó chịu vô. Đó. Anh còn 4 cái nữa, hay là 5 cái nữa là hết rồi, 4 cái nữa hả? Mình còn em khu này em cũng có 10 cộng, có 10 cái đó. Mình còn 4 cái nè, vậy là tính ra mà tổng cộng mình... Mọi người em đợi anh, em suy nghĩ là em cũng còn có 10 cái. Mình có 9 cái 7 á trời. 9 á, 7 cho 7 á. Rồi em thấm 10 cái... 9 là 8 cái ta, 8 cái, 9 cái vậy. Chúng 8 cái, 8 cái 9 vậy đó bạn ơi. Ok. Là lẹ lẹ cái lấy bảy cho anh nghía hàng cái coi. Ít phẹt bảy đâu á. Ồ, thấy con phành cũng to nghe. Con em vàng. Con em Tết tới ăn màu vàng. Ồ vàng đó mà vàng đỏ lồm luôn. Con này là con khét khét, bánh mì khét. Sướng à, sướng à, sướng à. Sướng, phê. Phê, 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 phê. Chúc mừng nha. Ôi, nó phình không, nãy nó phình tròn, thấy khác bây giờ mới bung ra, rồi cái nó phình hơi ra luôn. Phình hơi ra luôn, dùng cái bự quá trời bự luôn. Ừ, trời ơi, đầy lọt luôn. Cứ ngắt lọt, sướng quá sướng nha. Ừ. Từ ngoài cho mấy con gà đang đứng đó. Con gà đang đi tuốt kia đó. Mình có giờ ra đây các bạn ơi. Cái luồng này, chiến rồi á, mình mất tổng cộng là 6 cái. Có một khu đặt 5 cái mà mất hết 4 cái, bị đạp 1 cái dưới hiện trường đó. Thì khu đó mình mất 4, thì trên kia 2 nữa là 6 cái, với mình rút thêm một khu hết ra 4 cái nữa, tính ra là cỡ khoảng chục cái nha bạn. Nên bữa nay thăm ít là phải rồi. U vô nặng nữa nè, phần nó ị một ề nhân cái gốc nè, còn không ngựa nha bạn. Ừ, khí thế luôn. Một cặp luôn anh Bình ơi. Thiệt không à? Dù anh Bình ơi, dữ lắm rồi một cặp này. Mày đừng có cho anh tao nha mày. Cặp này có 1,5 kg. Trời ơi xạo không? Trời ơi dữ lắm mà sao mày. Trời tông lỏng mà vô dữ vậy ta. Trời ơi thấy rồi kìa nó đâu rồi kìa. Chán thiệt chứ. Cũng được đi. Một cặp đàng hoàng chứ bộ. Ừ. Cũng được. Bắt luôn đi. Rước con đỏ lửa lửa tấm ly mà nó còn kẹt đâu đó. Nặng. Nặng cho nó vô. Dạ. Gì ông? Cắn ngộ. Cắn găng nó hả? Ừ. Cắn nó sức vô hả? Cắn sức vô hết rồi. Cắn đi mà cũng chui ra. Cắn đi mà cũng kẹt đầu. Ra đường nào với anh Bình. Dính gì mà thấy nó lạnh trời. Ồ, anh Bình ở đây có 10 cái lọt, 9 cái lọt gì đó cả nhà ơi. Mà anh chưa cho anh hút 4 nị rồi cả nhà. Mình còn có 3 cái nữa mình hết ra cả nhà, mình được có con em ngựa. Ủa mày nói gì mà 4 nị? Gì mấy nị? Mày điểm đây. Ở đây ông hai chứ nhiều. Ừ. Thì cái này 2 nó không 4. Ừ, còn cái này không tính hả? Cái gì nữa? Dính không dính.
Thầy vô dính liền kẹo chứ thấy gì nữa mày, đặt dở mày nói gì con, người ta biết mọi cái mất nhục nữa đó cả nhà. Không tức ông Bình cái gì mà mày đặt gãy ông Bình thì chỉ có tức cái là ông nổ rồi cả nhà, không có nhiêu đó. Chứ mình không có thua cái gì, mà thua cái tinh thần là mình thua, là mình thua ông nổ là mình thua ông đó. Trời ơi con bự con nhỏ này chắc phóng sinh luôn á. Ôi con này cho nó đi đi con xin đó cả nhà. Đi đi. Chứ con đó còn sống bình thường, người ta chỉ đưa mượn mượn thôi. Cho mượn đi. Con này đây con ngắn ba nhưng mà đây là nhà sợ thả đây nữa, sợ nó ấy nữa không ta? Con thả nữa cho nó lớn nó biết rồi, sợ nó ăn nữa không kìa. Không ăn đâu, nó sợ rồi. Sợ hả? Nó sợ thì thả cho nó ăn đi. Đi đi cái bò. Bò xí gói đi. Cái gì mình tha được cho tha lên mình ơi. Đúng rồi, bình thường trời nó cũng nhất thân nhất. Nó đi đâu rồi? Nó đâu mất tiêu rồi. Rồi nó đây. Ôi nó lẹ kìa. Xuống mưa. Ê nó bò nó tới đít mày đó mày ơi. Còn nhủ nhủ kìa. Cái động cái động cái động cái đó kìa. Đối trường mà hốt được nó. Trời, dễ à, dễ ăn nó lắm rồi. Nó đây nè, nó đang ổn ổn nè. Đâu. Nè, sau lưng mình nè, tay chỉ nè. Đó đó nó nhích nhích đó. Đây nè, tay chỉ tới tới thêm gan nữa, nó nhích nhích đó. Mày hả bự. Hay quá trường. Anh bắt em lần hai rồi đó nghe em, mà anh quẳng thả em nghe em. Bao chầu cà phê uống. Để bao chầu cà phê uống. Hốt thêm cái này là bao được riêng sữa luôn à. Ừ. Ok vậy đi. Rồi cái này nó đi thôi, mở mở. Nó đạp bây giờ đi, đạp bây giờ đi. Thôi con này nhỏ rồi, thả đi. Trời trời trời. Trời ơi, con nó 2 lạng. 2 lạng, thì móc. Không hay, không hay, bán tôi 2 lạng đi. Ôi ôi ôi. Con ngựa người ta cũng được mà bạn. Ok. Mở ra luôn à, coi mới được. Con bự mới bắt hồi nhỏ là mình thả ra cả nhà. Ui. Nói chung là không có được bự lắm, nhưng mà mùa này thì nói chung cho anh em ta ngựa thì nói chung là không lớn lắm đâu. Nói chung là mùa này thì... Trời ơi. Mình lẹ lắm cả nhà, mình phản ứng lẹ lắm cả nhà. Ừ, sợ nó bị cắn, lẹ lắm. Phóng xong luôn bây giờ. Cặp mấy cái kênh. Đôi nhìn cặp mấy kênh. Rồi, nó xịt nước tùm lum. Rồi, xong cục. Ừ, lắm, lắm. Nhỏ mà lanh dữ lanh. Con này cũng được à. Cũng được 350-400 gram được. Cái này tháng này được ngựa gì là được cả nhà ơi. Nói chung là Tết nhất mà. Tết nhất với, Tết nhất người ta đang cần mồi bén này, mồi này mồi bén luôn á. Một con gì làm nói chung là mình chịu khìa anh Bình ha. Hai thằng nhỏ không hết. Trời ơi, say xưa say xưa câu luôn. Khìa đó. Khìa đó nha. Chi nhẹ nhẹ cái đầu cái giật cái dừa bỏ vô là xèo xèo xèo. Xèo 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 là sướng sướng. Hay là lụi chặt khúc rồi lụi đúng lụi mía vô chia nướng. Vô. Đi con hành nó bò gá này trời. Nhiều quá muốn nó chặt chặt quá trội quá. Ôi, nó bỏ quá. Túi em túi em gặm anh Bình. Túi anh chặt quá anh Bình ơi. Rồi ok. Hả không không phải. Hợp máy. Nguyên cái dãy bên đó đó mất hết trơn luôn. Tôi mới quay nãy nữa đó. Tức quá tức cả nhà ơi. Bên đó kìa. Ừ, mình tức tôi quay qua đến bờ kinh đó tôi tức quá tức. Bờ kinh đó mà chưa thăm mà. Mày còn lại mấy cái. Em còn có 2-3 cái nhưng mà một tiếng gọi là mất hết rồi. Mất hết trơn rồi. Nhưng từ nguyên bờ kinh này nè chạy ngược con ngoài thì họ còn mày còn phải không? Mày còn cái rút rồi kêu phải không? Rút luôn rồi. Rút rồi nào? Bờ em rút luôn rồi. Ủa vậy hả? Ừ, bờ kinh này là mất mát quá. Bên đây thì có mất nha, bên đó trời trời trời, khủng khiếp. Ừ, bên đây người ta thơ, không không nói nổi. Anh em ta bằng cực khổ người ta không lấy, mà bên đó là anh em ta khổ quá. Mình khổ người ta khổ mình đúng rồi. Ừ, đó. Còn bên đây người ta giàu người ta không có lấy. Ừ. Giống như cái ganh vậy ha. Ác thật chứ. Anh ơi về ăn lẻ lên mồi chín rồi. Trời ơi bà xã ơi, điện anh hoài với bà xã. Rước bà đó. Mình còn cái nó hết 7 bằng ơi. Trừ trước mặt nó cũng còn cái nó đang đi vô thăm nha. Và đây là con gắn con trường mập nha. Đầy một lọp luôn bạn ơi. Sướng thiệt chứ. Chúc mừng trường mập nha. Quá phê. Gắn này nhất chắc ăn luôn nha bạn. Cái bẫy cuối cùng của mình ở đây. Xong mà chống lỏng vậy nè. Tàn. Cuối cùng thì mất luôn. Cuối cùng là hết luôn. Hàng ơi, ta đống chuối hay gì nó đi vườn ta lụm cái bẫy của mình mất tiêu rồi. Ok Trường ơi, cái bẫy của anh mất tiêu luôn rồi. Xong luôn. Cuối cùng còn vui vui vui, niềm vui cuối cùng. Bữa nay cũng có hàng nha. Cũng ngon nha. Anh Bình đánh 9 cái cả nhà. 8-9 cái vậy đó mà cuối cùng mất 1 cái nữa. Mình mới dính được con nhất cả nhà. Ok, sướng sướng. Okay, sướng. Đâu bằng của anh được. Anh Bình 9 cái mà anh túi gì đó. Anh nhiều hơn mình phân nửa, mình 10 mình có 5 mà cả nhà. Hay quá anh Bình ơi.
chúc anh Bình ăn Tết với gia đình vui vẻ mạnh khỏe nha. Cảm ơn em nhiều nha. Nha. Tấn Bình An nha. Rồi, ok ok. Tấn đầu khoái à. Vô đầu khoái à. Miễn có tấn ra được, đừng có chui ra được rồi. Rồi, ok, tạm biệt cả nhà nha. Tạm biệt cả nhà, bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại ở năm sau. Là lối mùng mình đi thăm lại. Ok ok, vài bữa là lắm rồi. Tranh thủ ngày vài bữa nó ăn chơi vài bữa mình xả xui. Mình cả nhà mình dưỡng sức là mình nghỉ ngơi lấy hơi lại là mình cuộc chiến tiếp đấu nữa đó. Mình là 360 mấy ngày luôn đó. Là chiến đấu tiếp tục. Một năm sau. Rồi. Bye bye. Vô.